thước à? Tại thấy giá rẻ quá trời, không dám chịch. Đó, phân nhiêu ký thước này? 30 ký. 30 ký phân. Dạ, đúng là chị là im lắm rồi chứ. Rồi, chào các bạn, mọi người đang xem ha. Nay thì mình cũng đang có mặt tại bên đồng Ngọc Hòa, xã Ngọc Hòa, chợ gần chợ, cũng gần chợ nha các bạn, bên huyện Dòng Ghiền, tỉnh Kiên Giang. Hiện tại mình đang quay cái dàn lúa 504 nha mọi người. Dàn lúa này thì chung với cái miếng mình quay clip trước ha, chung đồng chứ nó giáp ganh nhau. Miếng bên trước lúc trước mình quay là cái miếng này nó sập hết nữa các bạn, còn cái miếng này là đang cắt chưa biết năng suất như thế nào nha mọi người. Miếng này thì nó có gãy gãy nhánh ché lây gai nhưng mà không đến đổi nha các bạn, nó gòm gòm đều đất luôn nha các bạn. Miếng này là theo như là không cắt là để 5 ngày nữa là sẹp lép luôn. Dùng mình thì chưa có bị đám mưa nào nha mọi người. Từ lúc lúa chỗ tới giờ là hình như là có một đám hay gì đó là mình nhớ đó, là tới giờ luôn. Đây cái máy DC70 đang cắt nha. Lúa này thì được bán với giá là 5.400. Giống năm 04 này thường thường là dưới mình 85 ngày đến 87 ngày cắt nha các bạn. Dai lắm, dai luôn. Mấy cái gốc gạ này là các bạn đều biết là nó giống như là nó bị héo gì đó ha. Cái giống này thường thường là bên mình chỉ làm được vụ đông xuân thôi nha mọi người, còn vụ hè thu vụ ba làm nó lép chứ lắm lép, với bị gãy có bông nhiều hè thu rồi ha. Mình đây thì chiếc nhân ma IH85 rồi, để lát mình gặp chú gụ mình hỏi xem miếng này như ngày cắt với lại kinh nghiệm làm ruộng đồ sao sao rồi chơi nhớ các bạn tham khảo rồi chơi ha. Đó, nó bị nhánh vé rất nhiều nhưng mà sao miếng bên đây trúng quá trời trúng, mà miếng bên đây biết sao nè, sắt ganh nhau luôn nhớ các bạn. Đạt chưa không xem rồi 54 nè, máy này có không lợi cái máy được rồi đó. Rồi các loại sản không có lại, lúa nó cũng bị gãy nhánh nhớ nhiều. Như này cắt bữa nay như ngày ấy hả, như ngày cắt vậy hả? 90 ngày không? 90 ngày rồi, 90 ngày cũng vừa cắt ha. Ngày từ lúc xả giờ chích có 2 cử một hả? 2 cử thuốc à? Tại thấy giá rẻ quá trời, không dám chích. Không lẽ dịch được ai cử là xịt cử nào, cái thứ nào bữa dứt phân đó, dứt phân cử rồi đổ đều, đổ đều hai cử xong hả? Đã phân nhiêu ký xuống này? 30 ký. 30 ký phân. Dạ, đúng là chị là im lắm rồi chứ. Cũng có rẻ có bông lên gai, để lên gai cái này không đến đổi đâu, là giá bán hơi rẻ ha. Rẻ có 54 hả? Đủ sao tính làm lại giống gì? 5451 làm đỡ hơn đại thơm. Đại thơm có năm rồi làm thấy đứng bông quá trời luôn hè thu. Ủa còn miếng kia đó hả? Giữa không phải miếng mệt. Này cắt miếng này rồi qua miếng kia cắt nữa gì? Cắt miếng này xong biết được như bao không? Biết. Biết rồi. Rồi cái miếng kia là cắt xong miếng này mới xin đường vô ha. Hết luôn. Đưa ống 200 bao nè. Làm hết luôn vô công lận. Em ở đây mười mấy công nè. Mấy công làm chi phí tính ra công có tính thử chưa? Chưa. Có 30 ký phần, 30 ký phần tính cho nó 500 đi. Thấy không? 500 giờ tốt hai cử đâu tới 1 triệu bây giờ. Rồi có xịt diệt mầm cử nữa ha. Có xịt diệt mầm. Ừ. Có nặng là nặng thử diệt mầm đó. Ừ.
sinh ra đâu tới 1 triệu đâu. Ủa, phân phân thuốc này mà làm mà không tới 1 triệu là hay lắm nha. Ủa, nói không ngoài tỉnh chân. Cái này thơm em bánh cũng vậy, nó gà có 2 cái thuốc đó. Đại thơm đỡ hơn này không? Đỡ hơn. Đại thơm ít bệnh hơn, đại này nó bị nhiễm gãy cái bông. Đường trái năm nay cắt sớm im nè. Thải xạ chảy cũng tiêu nữa. Cái này sao mấy công? 9 công à. Xong rồi đem 200 bao. Trong này gần một cậu nữa nè. Rồi còn một năm cuối xong luôn. Trên kia một miếng nữa. Miếng này 9 con mà lấy ra 200 bao rồi. Chắc còn dư. Thấy trên máy cũng còn lấy gai. Bên đây cũng còn làm nó xong luôn. Tính ra làm chi phí không tới 1 triệu mà làm lúa đợt chị cũng may lắm các bạn ơi. Không có thất đâu nha. Lúa này vàng lúa này không có thất đâu nha các bạn. 54 mà nó ít nhiều gì nó không nghĩ cổ nhiều là nó trúng à. Với lại không bị đứng bông rồi ha, bông nó vô gạo cũng đạt lắm rồi. Xong đây cũng 54 luôn nha. Rồi đi nhiễm thu. Nhiễm thu các bạn ơi. 200 bao với cậu như bao đây nè. Đây nó còn mười mấy à. Thôi này có đâu, tôi trang đã ra. Còn dư hết luôn vô bao. Mười mấy bao à? Dư hết luôn, dư mười mấy bao à? Có cộng á. Còn 18 không? Ôi, à, chơi. Tính rồi. Chi phí ít mà đâu thắt. Không đúng không đâu. Phải chi phí nhiều đó, cũng không lợi dư đúng không?
phí chưa tới 1 triệu nữa các bạn. Rồi xong clip làm tới đây thôi nha. Trời ơi, trời âm u quá. 4 giờ chiều rồi, 4-5 giờ rồi.